Cùng bạn đọc sách xin chào tất cả quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, nước Việt Nam ta không hề thiếu nhân tài về các lĩnh vực khoa học, văn học, nghệ thuật, v.v. Nói về những nhà khoa học có tiếng xưa nay của Việt Nam thì phải kể đến Lương Thế Vinh, Tạ Quang Bửu, Lê Văn Thiêm, Nguyễn Cảnh Toàn, Hoàng Tụy, v.v. Đặc biệt trong số đó có Tạ Quang Bửu, một trí thức uyên bác không chỉ về khoa học tự nhiên mà còn cả khoa học xã hội. Và lĩnh vực tiêu biểu nổi tiếng nhất của ông là toán học. Trong chương trình hôm nay, xin được giới thiệu đến tất cả quý vị, các bạn và các em truyện tranh Nhà toán học, người tri thức yêu nước Tạ Quang Bửu. Tạ Quang Bửu sinh ra trong một gia đình nhà giáo ở Nam Hoành, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Dòng họ Tạ Quang nhiều đời học giỏi, thi cử đỗ đạt, nhưng liên tiếp 11 đời đều không ai ra làm quan, bởi họ thực hiện lời căn dặn được ghi hẳn vào trong gia phả: phụ giáo tử đăng khoa, cử nhân tài quán. Có nghĩa là cha dạy con đi thi, đỗ cử nhân không ra làm quan. Do chế độ phong kiến đến hồi suy vong, không ai trong dòng tộc ra làm quan để phản đối triều đình thối nát. Đến thời Tạ Quang Bửu, đất nước ta rơi vào ách đô hộ của thực dân Pháp. Là một thanh niên đầy nhiệt huyết, có ý thức, lòng tự tôn dân tộc, Bửu đã chọn con đường học vấn với mong muốn sau này có cơ hội giúp nước cứu dân. Năm 1922, khi mới 12 tuổi, Bửu đến Huế dự thi và đổ vào trường Quốc học, một trường học nổi tiếng từng đào tạo nhiều nhân tài, chính khách cho đất nước qua bao thời kỳ. Sau đó Tạ Quang Bửu ra Hà Nội học tiếp ở trường Bưởi, cũng là trường nổi tiếng ở đất Kinh Kỳ một thuở. Năm 1929, Tạ Quang Bửu thi đỗ đầu cả bằng tú tài, Việt và Pháp ban toán. Vậy là chàng trai đất Nghệ An vinh dự được nhận học bổng sang Pháp du học. Anh từ giã quê hương và người thân để đến miền đất xa xôi lạ lẫm với tâm trạng phấn chấn cùng bao mơ ước hoài bão tốt đẹp về tương lai. Thời gian du học ở Tây Âu, Tạ Quang Bửu không hề bỏ phí công sức trong việc học tập theo đuổi lý tưởng, hoài bão của bản thân. Anh quyết tâm học tập để thi đỗ vào những trường có uy tín nhất ở Pháp. Từ năm 1930 đến năm 1934, Quang Bửu được vào học trường Centrale Paris, rồi theo học chương trình cử nhân khoa học tại Đại học Sorbonne, học toán ở Đại học Paris, Bordeaux, Pháp. Vì học chuyên ngành nào cũng xuất sắc cả, nên Tạ Quang Bửu được Đại học Bordeaux cho chuyển sang học tiếp ở Đại học Oxford Anh về môn vật lý lượng tử một thời gian. Tạ Quang Bửu luôn dành thời gian rảnh rỗi để đến giảng đường. Ở đây, anh không chỉ được nghe giảng giải những kiến thức chuyên môn hấp dẫn từ nhiều vị giáo sư, nhà toán học nổi tiếng, mà anh còn được giao tiếp, kết bạn với biết bao sinh viên ưu tú của nhiều nước trên thế giới nữa. Cũng tại đây, Tạ Quang Bửu cùng với nhiều nhà toán học trẻ tuổi của nước Pháp thành lập nhóm nghiên cứu về toán học lấy tên là Nicolas Bourbaki. Mục đích của nhóm là nghiên cứu và tổng kết toàn bộ những thành tựu về toán học xưa và nay của loài người. Những thành viên của nhóm khi in các công trình nghiên cứu toán học của mình thành sách hay báo đều ký bút danh là En Bourbaki. Không giống như nhiều bạn bè khác, học tập chỉ cốt lấy được bằng cấp, Tạ Quang Bửu quyết tâm học tập, tìm tòi, nghiên cứu nhằm thu nhận bổ sung, mở mang kiến thức cho chuyên môn của mình. Anh ít quan tâm đến việc phải thi lấy bằng cấp cao hoặc để được người khác khâm phục tài năng. Được học những người thầy giỏi và đầy kinh nghiệm là điều hết sức may mắn, nhưng sẽ thành công hơn nếu biết nỗ lực tự học nữa. Do vậy, ngoài việc thường xuyên đến giảng đường đại học, Tạ Quang Bửu còn tham gia hoạt động nhóm các nhà toán học trẻ và dành hết phần thời gian còn lại cho việc tự học, tự nghiên cứu các chuyên ngành mà mình yêu thích. Để có điều kiện thuận lợi trong việc nghiên cứu các ngành khoa học nói chung và toán học nói riêng thì phải thông thạo nhiều ngoại ngữ. Thế là Tạ Quang Bửu lại mày mò tự học. Chỉ trong một thời gian ngắn, anh đã nói viết thành thạo tiếng Pháp, Anh, Đức và đọc hiểu tiếng Nga, Hán, tiếng Latin, Hy Lạp cổ. Không chỉ uyên bác về khoa học tự nhiên, xuất sắc về lĩnh vực toán học, Tạ Quang Bửu còn thông hiểu về lịch sử, triết học, xã hội học, v.v. Đọc nhiều sách như Đại học Luận Ngữ, Mạnh Tử, Đạo Đức Kinh, v.v. là những cuốn sách dạy về đạo làm người, cách xử thế, đem lại sự thông tuệ cho con người.
Năm 1934, Tạ Quang Bửu về nước. Không giống như những người du học bên Tây trở về, giáo sư Tạ Quang Bửu, mặc dù là người có nhiều bằng cử nhân, tham gia nhiều công trình toán học đồ sộ, nhưng đã từ chối làm việc cho chính quyền bảo hộ, không nhận dạy trường công để hưởng lương cao, mà chọn đi dạy học ở các trường tư ở Huế. Ban đầu ông dạy tại trường Phú Xuân, sau dạy tại trường dòng Pro Đi Văn, Thiên Hữu với các môn toán, vật lý, tiếng Anh. Thế nhưng khi cần theo yêu cầu của nhà trường, thầy Tạ Quang Bửu còn nhận dạy tốt các môn khoa học tự nhiên như hóa học, sinh vật học, vân vân. Không chuyên chú vào dạy lý thuyết khô khan, thầy Bửu rất coi trọng kỹ năng thực hành. Giờ lên lớp nào của thầy cũng có nhiều đồ dùng, hiện vật do thầy tự sưu tầm. Cách dạy như thế làm cho những tiết giảng thêm sinh động và học sinh say mê, hứng thú. Kể cả những người không được học thầy Bửu cũng đã tìm đến thầy với thái độ tình cảm quý mến, kính trọng. Để có tinh thần minh mẫn, có sức khỏe tốt, phục vụ cống hiến nhiều cho đời, thầy Bửu chăm tập thể dục thể thao và tỏ ra xuất sắc ở một số môn. Để truyền đạt kinh nghiệm luyện tập, thầy luôn gần gũi, thân thiện và thường xuyên tham gia tập luyện thể thao cùng với học sinh. Thầy giáo Bửu rất nhiệt tình hướng dẫn cho học sinh những môn thể thao sở trường mà mình đã có ít nhiều kinh nghiệm khi còn học tập ở nước ngoài. Đó là các môn bóng bàn, bơi lội, điền kinh vân vân, với phương pháp luyện tập khoa học nhất, tiên tiến nhất. Từ năm 1942 đến năm 1945, thầy giáo Tạ Quang Bửu tạm nghỉ dạy để cộng tác với các công ty công nghiệp nước ngoài. Ông đã thiết kế nhiều công trình cho nhà máy điện, tiết kiệm nhiên liệu, làm tái sinh dầu nhớt sử dụng trong nhà máy vân vân. Với thành quả đó, Tạ Quang Bửu được chính quyền Pháp trao tặng huân chương Bắc Đẩu Bội Tinh, nhưng ông đã khéo léo từ chối. Ngoài công việc chuyên môn, Tạ Quang Bửu còn năng nổ tham gia các tổ chức xã hội, cộng đồng khác. Ông là một trong những người tiên phong của Việt Nam tham dự trại tráng sĩ của Tổ chức Hướng đạo Việt Nam và được cử làm đại diện huấn luyện cho toàn Đông Dương. Sau đó ông được bầu làm huynh trưởng Hướng đạo sinh Trung Kỳ. Tổ chức Hướng đạo sinh được giới thanh thiếu niên tham gia tích cực bởi mục đích cao đẹp của nó: công khai nguyện trung thành với Tổ quốc, làm những việc có ích cho xã hội, rèn cho thanh niên cách sống tự lực trong những điều kiện khác nhau, tỏ thái độ bất hợp tác với chế độ thực dân. Tạ Quang Bửu đã dần đưa phong trào hướng đạo thoát khỏi ảnh hưởng của Pháp và tìm cách chống lại chúng. Khi cả nước sục sôi phong trào cách mạng cứu nước do Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo, tháng 8 năm 1945, giáo sư Tạ Quang Bửu ra Hà Nội trực tiếp tham gia cách mạng với tấm lòng tràn đầy nhiệt huyết. Từ tháng 9 năm 1945 đến tháng 1 năm 1946, ông đảm nhận chức tham nghị trưởng Bộ Ngoại giao trong chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và nhiều chức vụ quan trọng khác vân vân. Giáo sư đã tham gia đoàn đại biểu chính phủ Việt Nam dự hội nghị Đà Lạt, rồi hội nghị Fontainebleau ở Pháp và vinh dự được làm người đại diện cho Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam ký văn bản đình chiến Hiệp định Geneva về Việt Nam vào năm 1954. Dù tham gia nhiều hoạt động, giáo sư vẫn say mê nghiên cứu, viết sách. Ông viết nhiều và đã cho ra đời những cuốn sách có giá trị thiết yếu như Thống kê thường thức, Vật lý cương yếu, Nguyên tử hạt nhân, Vũ trụ tuyến, vân vân. Những cuốn sách này cùng với những hoạt động hướng đạo sinh của giáo sư Tạ Quang Bửu đã có ảnh hưởng sâu sắc đến tầng lớp thanh niên trí thức lúc bấy giờ. Tháng 7 năm 1947, giáo sư Tạ Quang Bửu vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương. Cũng trong năm đó, ông được cử làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chánh văn phòng Quân ủy Trung ương, rồi được phong quân hàm thiếu tướng. Ở lĩnh vực quân sự, ông chỉ đạo và biên soạn sách bắn máy bay bằng súng trường tập trung. Cuốn sách được phổ biến rộng rãi trong lực lượng dân quân cả nước, góp phần chấm dứt sự tác oai tác quái của máy bay Pháp trên vùng trời Việt Nam. Cuộc kháng chiến chống Mỹ ở nước ta diễn ra ác liệt. Áp dụng kinh nghiệm bắn máy bay Pháp của giáo sư Quang Bửu mà sau này dân quân ta dùng súng trường bắn rơi nhiều máy bay phản lực Mỹ. Chính những tên giặc lái Mỹ bị ta bắt làm tù binh đã rất ngạc nhiên, chẳng hiểu lý do vì sao những chiếc máy bay tối tân nhất thời đại của nước Mỹ lại bị bắn rơi dễ dàng như vậy. Sau khi Hiệp định Geneva được ký kết, giáo sư Tạ Quang Bửu được cử làm hiệu trưởng Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội,
từ năm 1956 đến năm 1961, kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Khoa học Nhà nước. Những bài giảng của giáo sư Bửu về sinh học hiện đại và những buổi thuyết trình, hội thảo về toán học của ông đều được người nghe khâm phục vì kiến thức uyên bác và cập nhật ở giáo sư. Từ năm 1965 đến năm 1976, giáo sư Tạ Quang Bửu là bộ trưởng đầu tiên của Bộ Đại học và Trung học Chuyên nghiệp. Trách nhiệm nặng nề của ông là xây dựng phát triển nền giáo dục đại học, đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ khoa học, kỹ thuật ở miền Bắc. Vào lúc này, dù không còn làm việc ở Bộ Quốc phòng, ông vẫn là người tiên phong, trực tiếp tham gia giải quyết những vấn đề gay cấn nhất trong khoa học kỹ thuật quân sự. Đúng vào lúc cuộc chiến đấu chống Mỹ cứu nước diễn ra ác liệt nhất, ông vẫn luôn sát cánh trong cuộc kháng chiến sống còn của dân tộc. Tài năng và nhiệt huyết của ông đã làm nên nhiều kỳ tích phi thường. Giáo sư đã trực tiếp chỉ đạo tổ nghiên cứu thiết kế, chế tạo khí tài phá thủy lôi, phá bom từ trường đạt kết quả cao, phá vỡ kế hoạch thả thủy lôi của Nixon trên sông, biển miền Bắc nước ta vào mùa hè năm 1972. Thời Lê Quý Đôn, thiên hạ thường bảo nhau, thiên hạ vô tri vấn bản đôn, có nghĩa là mọi người điều gì không hay biết đến hỏi bản nhãn Lê Quý Đôn. Còn thời nay, có một nhà khoa học uyên bác trên nhiều lĩnh vực, có thể giải đáp, giúp người khác thông tỏ mọi điều, đó chính là giáo sư Tạ Quang Bửu. Nhiều thế hệ học trò đã tôn vinh thầy Bửu vì giáo sư khả kính của mình là Lê Quý Đôn của thời đại Hồ Chí Minh. Giáo sư Tạ Quang Bửu được nhân dân tín nhiệm, bầu làm đại biểu Quốc hội từ khóa 1 cho đến khóa 6, từ năm 1946 đến năm 1981. Tại diễn đàn Quốc hội, ông đã góp tiếng nói quan trọng vào công cuộc chiến đấu, xây dựng và phát triển đất nước, như chú trọng cải tiến các công trình khoa học trọng điểm, công tác giảng dạy, đào tạo, bồi dưỡng ngành nghề, nhân tài, v.v. Ghi nhận công lao cống hiến to lớn, phục vụ hết mình cho Tổ quốc, cho cách mạng của giáo sư Tạ Quang Bửu, Đảng và Nhà nước ta đã tặng thưởng ông nhiều huân chương, huy chương cao quý như Huân chương Độc lập, Huân chương Kháng chiến, Huân chương Chiến công hạng nhất và Huy chương Quân kỳ quyết thắng. Năm 1996, ông được nhà nước truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt 1 về khoa học công nghệ. Giáo sư Tạ Quang Bửu, nhà khoa học uyên bác, người lãnh đạo xuất sắc các ngành khoa học và giáo dục Việt Nam, một đời tận trung với dân, với nước, đã đột ngột ngưng làm việc do rối loạn tuần hoàn não vào đêm 14 tháng 8 năm 1986. Một tuần sau đó ông qua đời, để lại bao tiếc thương cho Đảng, Nhà nước, các tầng lớp nhân dân. Trong đó có những người cộng sự thân thiết, nhiều thế hệ học trò đã từng học tập, yêu quý và ngưỡng mộ ông. Một nhà trí thức yêu nước, một trí tuệ tài năng lỗi lạc và lương tâm trong sáng.